Đây là cái loại trái cây mà mình hay cho iguana nhà mình ăn, giúp các bé tiêu hóa rất là tốt. Mọi người nghe sẽ thắc mắc hỏi mình là ủa mấy cái video trước đó, anh nói là ăn trái cây nó sẽ rất là khó tiêu, mà trong video này anh nói là ăn trái cây nó dễ tiêu là sao? Mấy cái loại trái cây khác á, thì trong cái lượng đường nó rất là nhiều, còn trong trái quýt á, nó có một cái loại axit giúp các bé tiêu hóa rất là tốt. Quýt nếu mà mọi người không tập từ nhỏ thì có thể là các bé chưa biết và các bé sẽ không chịu ăn, tại vì trái quýt nó rất là chua. Sai cỡ 6-7 ít á, là mọi người tập cho ăn quýt là ok. Mọi người để ý á, cho ăn quýt xong á, là trong cái ngày đó các bé ị rất là nhiều, tiêu hóa rất là nhanh luôn, các bé đào thải cái chất thải rất là nhanh. Chốt lại, cho ăn quýt rất là tốt cho các bé.